Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đến Từ Lần Gamer ha. Và hôm nay thì mình trước khi vào video nói anh em một điều rất là cay. Một số anh em bảo là game Pixel toàn những con game đơn giản dễ chơi. Mình nghe mình sợ quá thôi mình giới thiệu anh em con game cũng hơi dễ nha. Con game này có tên là Elden Soul. Elden Soul anh em nhé, Soul. Nghe quen quen ha, giống Demon Soul hay là Elden Ring hay là nó giống giống vậy ha. Kiểu giống vậy, ừ. Thì thêm một thể game cũng khá giống với từ game là Denoblade đó. Hai từ game pixel rất là dễ chơi, hợp với lại tất cả anh em, nhưng mà đánh thì phải né nhiều, với lại quân boss với chùm thì nó mạnh, đánh mình dễ chết, với lại đánh không đánh liên tục được, chúng ta cần phải có năng lượng, cần phải có thời gian hồi cái sức để thời đánh ha. Nó giống với từ game Dark Souls rồi đó, đó kiểu vậy á. Nói chung game này cũng dễ thôi, anh em nào mà bảo game pixel dễ thì anh em cũng có thể trải nghiệm thử con game này. Và con game này nó hay, nó đẹp và nó cũng đang giảm giá 60%, giá gốc 350 ha. Hiện tại còn 160 thôi và anh em sẽ chết rất là nhiều lần, và đặc biệt là hệ thống kỹ năng các kiểu mở rộng các kiểu rất là tuyệt vời, và cốt truyện của nó cũng na ná giống Elden Ring ấy. Ừ, cũng tương tự vậy nhưng mà nó không bằng Elden Ring đâu. So về cái vấn đề một cái game 3A với một cái game pixel thì tất nhiên là hơi kỳ, nhưng mà vẫn là game pixel nhưng nó lạ lắm anh em ạ. Chơi mình chết hoài luôn, chết mình nản lòng luôn á. Anh em nào muốn trải nghiệm chơi thì anh em hãy mua thử nhé. Còn tí mình sẽ đăng lên web cho anh em xem, anh em một số anh em có thể lựa chọn để chơi thử. Thì con game này mình đánh giá là nó còn đẹp hơn cái con game mà Denoline nữa. Tại vì nó không có phải là hiệu ứng nó đẹp, nhưng mà cái kiểu di chuyển và cái cách nó hoạt động á, mình nghĩ là nó trơn tru và nó hấp dẫn hơn cả cái con game kia luôn ha. Nên thầy thấy không, boss trong game đúng là chất ha. Rồi, giờ đây em, những bối cảnh các kiểu. Game này có giá 350 luôn anh em ạ. Mình nghĩ là nó sẽ chơi rất là lâu đấy. Với lại boss thì nó cũng ghê vãi, nó nhiều kỹ năng với anh em, với lại nó cũng thiếu rất rộng lắm, cái khoảng hở mà anh em có thể né chiêu á ít đó, nên nó này là có lẽ là game này là dễ nhất trong đám những game mà mình thấy rồi. Anh em nào muốn thấy chơi game chơi thử nhá. Còn anh em nào có những bạn bè hoặc là người thân hay là ai đó mà bảo là game pixel là game dễ thì anh em giới thiệu game này cho họ chơi nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Anh em muốn biết về những con game này anh em có thể thêm cái phần mô tả hoặc là lên web của mình là dtlgamer.com để xem. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại nên cho các video sau nhé.